Những cán bộ cao cấp bị gục ngã bởi viên đạn bọc đường. Thưa quý vị và các bạn, từ những vụ án tham nhũng tiêu cực mà các cơ quan chức năng phát hiện xử lý gần đây đã nói lên những điều khác xa so với nhận thức của nhiều người về tham nhũng tiêu cực. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, lĩnh vực nào càng chuyên sâu, hoạt động khép kín càng dễ nảy sinh tham nhũng và tiêu cực. Đấu thầu, đấu giá, chứng khoán, tài chính, trái phiếu doanh nghiệp. Tham nhũng tiêu cực xảy ra ở cả những lĩnh vực liên quan đến đạo đức xã hội, uy tín quốc gia, được người dân vốn rất coi trọng như y tế, giáo dục, ngoại giao, lực lượng vũ trang, diễn ra trong bối cảnh đất nước và nhân dân đang hết sức khó khăn. Những vụ việc này có tính tổ chức, hệ thống, có sự móc nối, liên kết ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, câu kết chặt chẽ giữa một số cán bộ có chức vụ, quyền hạn nhưng thoái hóa biến chất trong cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức ngoài nhà nước. Không chỉ gây thiệt hại thất thoát tiền, tài sản đặc biệt lớn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân, sự phát triển lành mạnh, ổn định của nền kinh tế đất nước. Đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, thậm chí cấp cao, có những công chức và nhiều người trong số đó là những người giàu. Vụ án xảy ra tại công ty Việt Á đã khởi tố hàng trăm cán bộ, vụ án xảy ra trong lĩnh vực đăng kiểm đến nay đã khởi tố trên 400 người. Điều băn khoăn của nhiều người đó là tại sao thời gian qua, chúng ta chống tham nhũng tiêu cực quyết liệt như vậy, nhưng vẫn xảy ra những vụ đại án với quy mô, tính chất, mức độ, phạm vi ngày càng nghiêm trọng hơn. Hành vi tham nhũng tiêu cực không chỉ diễn ra trong thời gian dài trước đây mà cả những vụ mới xảy ra. Phải chăng vẫn còn một số bộ phận cán bộ, đảng viên không biết sợ, hay vì lợi ích đạt được từ tham nhũng tiêu cực quá lớn để họ sẵn sàng chấp nhận, hy sinh đời bố để củng cố đời con, hay do cơ chế, chính sách còn lỏng lẻo, sơ hở, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chưa nghiêm? Hàng loạt câu hỏi đặt ra và lý do nào đưa ra cũng đều có cái lý của nó. Nhưng nguyên nhân sâu xa của tham nhũng tiêu cực như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ ra từ năm 1969 và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh đó là do chủ nghĩa cá nhân, do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, do lòng tham của cán bộ, đảng viên. Những ủy viên trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư, chủ tịch tỉnh bị xử lý kỷ luật trong các vụ án tham nhũng tiêu cực vừa qua rõ ràng không phải là những người có điều kiện sống khó khăn, lại được đào tạo bồi dưỡng qua rất nhiều trường lớp, nhưng vẫn bị đánh gục bởi những viên đạn bọc đường. Vấn đề đặt ra là phải từ công tác cán bộ, công việc gốc của đảng, phải lựa chọn đúng người, biết đặt lợi ích tập thể, lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, đồng thời phải thường xuyên thực hiện các biện pháp để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, làm cho cán bộ đảng viên công chức biết giữ giới hạn, không phạm phải những điều cấm của pháp luật. Cán bộ đảng viên công chức cũng là con người, là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, chịu sự chi phối, tác động của hoàn cảnh sống, cơ chế, luật pháp, môi trường công tác, sự lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát của tổ chức. Vì vậy, đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực quả thật là một cuộc chiến hết sức quyết liệt, đầy khó khăn, phức tạp, phải thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, tiến hành đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện được mục tiêu không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng tiêu cực. Siêu lừa gửi lời xin lỗi, nhiều cán bộ ngân hàng bật khóc nói lời sau cùng. Quý vị và các bạn thân mến, sau 12 ngày xét hỏi và tranh luận, hội đồng xét xử cho phép siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành cùng đồng phạm, trong đó có 17 cựu cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Việt Á Banh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng VPCombank được nói lời sau cùng trước khi vào nghị án. Trình bày đầu tiên, bị cáo Hà Thành đã nói bị tạm giam hơn 1.500 ngày. Suốt thời gian đó, bị cáo rất mong chờ ngày đứng trước hội đồng xét xử và bị hại, người liên quan để gửi lời xin lỗi tất cả. Tôi thực sự áy náy vì cái sai của mình. Hôm nay dù hình phạt thế nào, tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong hội đồng xét xử xem xét các bị cáo khác vì họ tin tưởng tôi nên phạm tội. Tới lượt mình, bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương, cựu nhân viên Ngân hàng Việt Á Banh bật khóc cho hay. Suốt thời gian tạm giam, nhiều lần bị cáo mong có một giấc ngủ và sáng sau không dậy nữa. Có quá nhiều vấn đề trong việc buộc tội bị cáo. Đầu tiên là tội lừa đảo. Tại tòa Hà Thành, nói bị cáo không tham gia bàn bạc, nhưng viện kiểm sát dùng lời khai của những người có quyền lợi đối lập bị cáo để buộc tội. Không giám định camera, không làm rõ việc tại sao có chữ ký giả. Nếu không có chữ ký giả, việc phong tỏa tài khoản có xảy ra không? Về tội vi phạm hoạt động của ngân hàng, các hoạt động liên quan khác của ngân hàng, Quỳnh Hương cho rằng viện kiểm sát dùng những công văn, văn bản mâu thuẫn nhau trong ngân hàng để buộc tội mình, trong khi các bị cáo khác cùng ký tờ trình nhưng không bị truy tố cùng tội. Đây là điểm không công bằng, mong hội đồng xét xử xem xét. Còn ông Quản Trọng Đức, cựu giám đốc chi nhánh Hà Nội, trưởng phòng giao dịch Đông Đô của Việt Á Banh cho rằng bản thân không thể phát hiện ra được việc nhân viên cố ý làm sai.
bị cáo rất ăn năn hối hận, không kiểm soát hết được hành vi của nhân viên. Do đó, bị cáo đã vướng sai phạm, bị cáo mong hội đồng xem xét, đánh giá một cách công minh. Bị cáo Trần Thị Hoa, cựu phó giám đốc chi nhánh Hà Nội, kiêm giám đốc điều hành khu vực Tây Hà Nội của ngân hàng NCB trình bày. Trong quá trình làm việc ở ngân hàng, bị cáo vì vô ý, vô tình mà vướng sai phạm. Bà Hoa mong hội đồng xét xử phán quyết đúng người, đúng tội, đúng bản chất vụ việc. Một bị cáo khác là Lê Thị Hiên, cựu nhân viên Việt Á Banh, khai chỉ thử việc ở ngân hàng này được 5 tháng, nhưng hiện phải đánh đổi bằng 5 năm tù đang chờ đợi phía trước. Nhiều lúc, bị cáo chỉ muốn chết đi cho bố mẹ đỡ khổ. Các bị cáo còn lại, khi nói lời sau cùng, nhiều người đã khóc cho rằng vì quá tin tưởng Nguyễn Thị Hà Thành nên mới phạm tội. Tất cả đều mong hội đồng xét xử xem xét cho hưởng khoan hồng của pháp luật. Tấn công, giết chết bao nhiêu con voi để có 7 tấn ngà. Thưa quý vị và các bạn, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng mới đây phát hiện bắt giữ buôn lậu, vận chuyển trái phép ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng với số lượng ước tính khoảng 7 tấn ngà. Lô hàng đóng gói trong một container loại 20 feet xuất phát từ Angola, vòng vèo qua Singapore để đánh lạc hướng rồi đến Việt Nam. Ngà voi thuộc phụ lục 1 của Công ước CITES nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, vi phạm quy định tại Nghị định số 69 năm 2018 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ. Vụ bắt giữ thể hiện trách nhiệm và sự chủ động của Hải quan Hải Phòng, ngăn chặn một vụ buôn lậu lớn. Đây là đòn chí mạng vào bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa thuộc danh mục CITES về Việt Nam. Nhưng đó là nhiệm vụ của Hải quan. Việc còn lại rất khó khăn và cũng rất quan trọng, đó là những ai đứng đằng sau lô hàng này. Phải có một đường dây buôn bán trái phép ngà voi thì 7 tấn hàng này mới đến Việt Nam. Họ, những người tham gia trong đường dây này, là những kẻ trực tiếp hoặc gián tiếp gây hại voi để lấy ngà. Có bao nhiêu con voi bị tấn công, hoặc có thể giết chết, hoặc không để có được 7 tấn ngà. Thực quá sức tưởng tượng về sự tàn bạo của những kẻ thủ ác. Đừng nghĩ rằng voi ở châu Phi không liên quan gì đến Việt Nam. Trái đất này là của chúng mình, một đám rừng cháy hay bị phá hoại ở quốc gia này sẽ ảnh hưởng tới quốc gia khác bởi vì một mảng xanh trên quả bóng xanh bị mất đi. Sử dụng gỗ nhập lậu từ nước khác vào nước mình cũng là tiếp tay cho phá rừng và con người phải trả giá. Sự mất cân bằng sinh thái tạo ra những cơn bão, những dịch bệnh và các loại thiên tai dịch bệnh đó tràn đi không phân biệt biên giới, những con virus đó không cần hộ chiếu. Hãy hiểu rằng, chúng ta bắt giữ các lô hàng lậu liên quan đến động vật hoang dã là tham gia bảo vệ thiên nhiên môi trường. Thành tích này rất đáng ghi nhận, nhưng căn bản nhất chính là chủ động bảo vệ thiên nhiên môi trường của đất nước mình thật hiệu quả. Một đàn vọc ở Việt Nam bị giết hại là một phần của thế giới tự nhiên bị mất cân bằng, huống chi 7 tấn ngà voi. Bắt 7 tấn ngà là thành tích, nhưng không thể cứu được đàn voi bị giết hại. Bắt một bọn thợ săn vọc, không thể cứu sống được một cá thể vọc đang nằm trên bàn nhậu. Giữ được rừng cho quê hương mình, trồng thêm nhiều cây xanh, bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là thú quý hiếm thuộc sách đỏ, chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta và đóng góp cho sự an toàn của mái nhà chung nhân loại.